Thời kỳ hậu COVID-19, khi những quy định trước kia được dỡ bỏ, nhiều điểm đến toàn cầu kết nối trở lại. Nhưng điều khiến du khách băn khoăn nhất vẫn là câu hỏi sao giá vé máy bay chưa thấy giảm. Trung Quốc trở lại chậm chạp. Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là nguồn cung cấp gần 280 tỷ đô la Mỹ chi tiêu. Du lịch hàng năm trước đại dịch vẫn đang từng bước xây dựng lại sau đại dịch. Ngay cả sau khi chính phủ nước này dỡ bỏ chính sách Zero Covid thì người dân vẫn chưa thực sự háo hức xuất ngoại trở lại. Cuộc khảo sát được thực hiện gần đây cho thấy, hơn 30% du khách Trung Quốc không có ý định du lịch nước ngoài trong năm 2023. Hiệp hội các hãng hàng không châu Á-Thái Bình Dương cho biết, phải mất ít nhất một năm để lĩnh vực du lịch hàng không quốc tế của Trung Quốc trở lại mức như trước đại dịch. Và việc Trung Quốc mở cửa chậm khiến các hãng hàng không ngần ngại khôi phục toàn bộ công suất và đội bay như trước kia. Điều này khiến số ghế trên tuyến bay quốc tế ít hơn, làm giảm nhu cầu, qua đó đẩy giá vé lên cao. Clint Henderson, biên tập viên quản lý trang web The Point Guy nhận định các hãng hàng không chưa phục hồi hoàn toàn sau đại dịch. Các chuyến bay đến Trung Quốc là ví dụ. Hiện có rất ít chuyến, còn chuyến có sẵn thì giá lại cao ngất ngưởng, ông Henderson nói. Nguồn nhân lực thiếu hụt, giá nhiên liệu cao. Các hãng hàng không bị thiệt hại gần 200 tỷ đô la Mỹ vì COVID-19 và hàng chục triệu việc làm trong ngành này đã cắt giảm. Sự phục hồi ngành du lịch đang diễn ra khiến hàng không đang vật lộn để tuyển dụng nhân lực. Không ít nhân sự hàng không cũ từng được đào tạo bài bản nay đã chuyển nghề, tìm công việc ổn định hơn. Tình trạng thiếu hụt nhân sự dẫn tới sự chậm trễ tại các quầy làm thủ tục ở sân bay, khu vực nhập cảnh, xử lý băng chuyển hành lý. Nhiều vấn đề nảy sinh khiến các hãng bay phải tìm cách giữ chân, thu hút nhân viên, đồng nghĩa với việc đưa ra mức lương thưởng hấp dẫn hơn. Áp lực này dồn lên giá vé máy bay khi các hãng phải tìm cách bù đắp chi phí phát sinh. Bên cạnh đó, giá nhiên liệu vẫn tiếp tục tăng. Trong năm qua, dù giá hạ nhiệt nhưng dầu thô vẫn đắt hơn 50% so với tháng 1 năm 2019. Đây là vấn đề lớn với các hãng bay vì nhiên liệu là chi phí lớn nhất của họ. Nhiều hãng vận tải, đặc biệt là hàng không giá rẻ, không có phương án phòng ngừa rủi ro nhiên liệu khiến họ buộc phải tăng giá vé do ảnh hưởng từ những sự kiện như chiến sự tại Ukraine. Ngành hàng không chiếm hơn 2% lượng khí thải carbon của thế giới, nhưng bị tụt lại trong cuộc đua vì môi trường. Nguyên nhân chính do nhiên liệu hàng không có giá cao gấp 5 lần nhiên liệu truyền thống. Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, ngành này phải tiêu tốn khoảng 2.000 tỷ đô la Mỹ để đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Điều này khiến các hãng bay tăng giá vé để bù đắp, khiến mức giá tới tay du khách trở nên tốn kém hơn. Thiếu hụt máy bay. Các chuyên gia ước tính khoảng 16.000 máy bay chiếm 2/3 đội bay thương mại của thế giới phải ngừng bay ở đỉnh điểm của đại dịch. Để toàn bộ số máy bay này có thể bay trở lại là nhiệm vụ quan trọng, cần tốn thời gian kiểm tra mọi bộ phận nhằm đảm bảo tính an toàn. Trong số đó, có nhiều chiếc đỗ tại sa mạc ở Mỹ hay Australia sẽ đỡ bị hỏng hơn, nhưng vẫn đối mặt với tình trạng hao mòn nội thất hoặc động cơ. Bên cạnh đó, nhiều nhà sản xuất máy bay đang bị tụt lại phía sau, thiếu lao động làm việc tại các nhà thầu phụ khiến sản xuất bị đình trệ. Các lệnh trừng phạt liên quan tới Nga khiến Airbus xe, Boeing và các nhà sản xuất gặp khó khăn trong đảm bảo nguyên liệu thô như titan, đẩy giá các bộ phận lên cao. Trước những vấn đề kể trên, nhiều chuyên gia trong ngành nhận định giá vé máy bay quốc tế có thể sẽ tăng hai con số vào mùa hè này. Trước đó vào năm 2022, giá vé đã tăng tới 15%. Theo Dân Trí, tôi là Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.